Người đẹp Lương Thúy Linh đăng quang Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2019. Thi sinh Lương Thúy Linh đã xuất sắc vượt qua 38 người đẹp khác để đăng quang ngôi vị Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2019. Tối ngày 3 tháng 8, đêm chung kết cuộc thi Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2019 đã chính thức diễn ra tại Đà Nẵng. Trong đêm thi này, 39 thí sinh đã trải qua các vòng thi trình diễn bikini, dạ hội, ứng xử, trải qua các vòng thi, ban giám khảo đã chọn ra gương mặt xuất sắc là thí sinh Lương Thủy Linh, đăng quang ngôi vị Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2019. Lương Thủy Linh số báo danh 481, sinh năm 2000, cao 1m77 đến từ Cao Bằng. Không chỉ xinh đẹp, Thủy Linh còn sở hữu thành tích học tập siêu khủng ở ngoại thương cô nàng còn từng chuyên toán, nhưng nhờ khả năng ngoại ngữ xuất sắc linh, cũng là thành viên của đội tuyển học sinh giỏi tiếng Anh quốc gia, thậm chí còn đạt được IELTS 7.5. Trước đó, với nhan sắc và hình thể chuẩn, Lương Thủy Linh liên tiếp lọt top 5 người đẹp biển, top 3 phần thi phụ top model, top 8 người đẹp truyền thông. Được biết, Tân Hoa Hậu sẽ có cơ hội tham dự Miss World 2019 tại Anh. Á Hậu 1 sẽ dự thi Hoa Hậu Hòa Bình Quốc tế 2019, và Á Hậu 2 góp mặt tại Hoa Hậu Liên Lục Địa 2019.